chiến tranh nó khởi xướng từ ở bên Middle East, Trung Đông. Khi bên đó xảy ra rồi vậy đó, thì bắt đầu nó lan qua tới Bắc Hàn, nó lan qua tới South China, Biển Đông, đến khi nó qua tới Tàu. Tàu đánh không lại vậy, Tàu cầu cứu Nga, cả Nga Tàu đều tiêu hết. Nước Mỹ cũng sức càng gãy gọng, chứ không cũng không có tốt lành gì. Thôi đầu năm chúc mọi người vui vẻ, năm mới mình không muốn làm mọi người buồn, chỉ mong lời chia sẻ độ cơ chút để mà giúp đời, vì cái lòng từ bi thấy tới nay mà không nói thì cũng không được, hôm nay cũng không có lần đầu tiên nói chuyện này. Dạ, tâm linh kính thưa anh là một người chủ của một cái hãng công nghệ, nhưng câu chuyện thì lại mang tính tâm linh, và trong đó có một số những cái dự báo trước dường như đang xảy ra, mặc dù là câu chuyện anh nói cách đây 2 năm vào mùng 3 Tết Mậu Tuất. Anh có thể cho biết cái ngữ cảnh khi mà anh xuất hiện và nói chuyện trong cái video đó như thế nào ạ? Thường á thì vì nó có nhiễm, có ngẫu hứng gì đó, chứ lúc đó cũng không có soạn chứ. Đang ngồi chơi mùng 3 Tết thì có thằng em á, cầm máy nó quay, bà con vô với nó hỏi gì nói. Thì thật sự em biết rất là nhiều thứ. Thì từ 40 năm nay rồi, tất cả thì không phải là nhà tiên tri này, trước tiên không phải nhà tiên tri gì hết. Cũng không có, rất là bình thường, cũng như anh Lâm thôi. Nhưng thì có hữu duyên rất là lớn với được tiếp cận với các đấng ở trên cao rất là nhiều, mấy vị rất là dạy dỗ. Gần 40 năm nay mà ghi xuống sách vở Việt Nam có là khoảng cỡ cuốn sách cỡ 400-500 trang á, thì những vị mà dạy nhiều nhất á là ông Trạng Trình á, ông Minh Khiêm, ông dạy về mặt đời trên thế giới này nè, thì có ông Trận Đạo, với có ông Washington Mỹ nè, cái gì đó hay hợp nhau. Rồi trên cao nữa có mấy chư Phật, mấy vị lớn, Thượng Đế rồi này nọ. Đại khái về cái đó đó thì người ta nói là thường người ta nói về ngày tận thế, nhưng mà thật sự cái trái đất mình tận thế nhiều lần rồi. Những cái người mà đang chết nó gọi tận thế, nó không phải là tận thế mà vùng rợn hay nổ trái đất gì hết. Tại vì cái giữa thiện và ác, chánh và tà, thiên ma với Phật đang đấu nhau bên cõi kia. Chiến tranh thứ ba thường nó đã xảy ra cách đây mấy năm rồi, năm nay năm cuối cùng kết thúc. Thì nói chuyện hôm nay cũng có xin phép, cơ cũng lộ số. Ông Trang Trình ông nói số cũng phải sổ, tới lúc cũng phải sổ. Thì giờ sổ rồi thì Kiệt mới ghen dám nói, chứ bao nhiêu hôm nay cũng giống dữ lắm. Dạ thưa anh Kiệt, cái ở trong cái video thì thấy anh có nói tới ngay đầu cái đoạn video, anh nói tới cái tình trạng, một cái tình trạng khẩn cấp mà anh gọi là ngày thanh lọc của nhân loại, và sẽ bắt đầu từ bây giờ cho tới năm 2020, tức là cái bây giờ có nghĩa là thời điểm đó là cái thời điểm mùng 3 Mậu Tuất năm 2018, anh nói là ngày thanh lọc của nhân loại, nó sẽ từ đó cho tới ngày năm 2020 sẽ xuất hiện. Trong đó anh có nói tới là sẽ có một vị giáo chủ mới xuất hiện vào năm 2021, và có nói tới là khuyên mọi người dự trữ thức đồ ăn, cái ngày thanh lọc của nhân loại đó, và nó có liên quan gì tới coronavirus hiện nay hay không? Có. Còn Trung Cộng ấy, nó là thiên ma, nó là một nhưng nó một khối thép khổng lồ, đâu có ai giải tách ra được. Thì corona là một trong năm lý do. Thì Trung Quốc tương lai sẽ, tương lai gì gần đây nè, sát bên này đó, sẽ có một cái chính phủ mới, và đồng thời Việt Nam cũng sẽ có chính phủ mới. Cái đó là ý ở trên. Con người mình á, bây giờ nên thuận thiên, những người mà hiểu được á, thì phải nên chấp nhận là nó không phải gì đó, nó thiệt. Xưa giờ 40 năm rồi, coi theo dõi từ chút không có gì sai hết. Thì nó bớt đổ máu, Việt Nam á, sẽ thành cường quốc trong tương lai vài năm tới. Sẽ có đa đảng, một bên á, thì do Mỹ dựng lên, bên thì vẫn cũ. Thì mấy ổng cũng không có mất gì, cũng không có miền Bắc hay miền Nam trả thù gì hết á. Ở trên không có cho tiền trả thù. Cái đó là một cái lịch sử dân tộc. Thì
thì những người ở đây mình là giống như thấy video miền Nam lộn xộn mấy chuyện nhỏ rồi người mình ăn hiếp người mình, người dùng tiền làm cái chuyện thấy nó tổn phước, tổn phước là giảm thọ, rồi đến ngày cận tử nghiệp rồi một đống kim nó đâm vô họng rồi nằm ở phòng ICU, rồi lúc đó hối hận kịp. Chỉ có quan trọng bây giờ để dành vốn năm tới Việt Nam làm ăn rồi giàu, vừa giàu cho mình vừa giúp nước. Còn về vấn đề một vị giáo chủ ra đời á, thì ngài có thật thì mình nói thì bên đạo Phật mấy ông thầy không có hiểu mấy, ở nó 9.000 năm Phật Kỳ Lan rồi, nhưng mà con người mình giờ quá ác rồi, cái thời gian đó, nó cũng sẽ thay đổi. Hiện chuyện nó chưa xảy ra, chờ xem chừng không bao lâu. Còn chuyện trước mắt mình đang nói cái con bệnh này nè, đừng có quá lo, chỉ có nước mà lo là nước Việt á. Mấy vị mới hồi Tết nói chuyện biết á, nước Việt là nước là sẽ chết hàng thứ nhì trên thế giới, mà không biết sao giờ có mười mấy người á. Còn nước Mỹ này á thì lác đác, không có gì phải lo ở đây hết. Sau khi ổn định bên kia rồi bên đây nó mới có cái nạn là cũng bị nhân quả. Còn hiện tại là nước Việt á, kia không biết nó mấy ông hay cỡ nào hay là giỏi cỡ nào mình không hiểu nha. Nhưng mà hồi Tết á, khi mà việc tiếp chuyện á thì mấy vị có quên nè, chứ không phải là ấy, là còn cái bệnh này á, hỏi chừng nào hết thì trên cho biết á, ít nhất là tháng 7 á, chứ không phải là mà cái bệnh này á, ở trên cũng giảm, không phải là do ở trên tạo ra mà do chính con người tạo ra, chính Trung Cộng tạo ra. Để mà muốn làm gì mình không biết, nhưng mà cho nói là nó gọi nhân quả thì biết vậy. Mình biết chắc ở Mỹ sẽ không có nhiều, không có bị nhiều. Trung Quốc sẽ có chính phủ mới, Việt Nam cũng sẽ có chính phủ mới, nhưng không có trả thù, không có đổ máu người Bắc người Nam, không nên trả thù nữa. Lo để mà làm giàu, để lo phát triển đất nước trở thành một cường quốc trong nay mai, khoảng năm 2021-2022 là mạnh đó. Còn bây giờ thì thấy nó hơi bẹo quá. Nhưng mà kỳ có cái duyên là trên hay hay về dạy dỗ, kiểu làm sai thì cũng bị phạt á. Hải hái thì khi mà hôm cái video nói á, có nhiều người là không tin, người ta ứng chuyện nói để mà nổi tiếng thì kiểu không hết nổi tiếng gì, chứ nổi tiếng mệt á, không biết không? Có ngày nó lo bận rộn 300-400 nhân viên, nó lo 1 tháng mấy triệu phát lương thôi cũng khùng, đâu có rảnh đâu mấy vụ này. Chẳng qua mình thấy từ bi với thấy người đời không có hiểu, rồi cứ chạy lăn tăn làm mấy cái chuyện không công mà tốn tiền người hao hơi tổn sức, không hơi phí gì kiệt, mới thấy gì nói mấy câu rồi ai tin tin tốt, không tin cũng không sao, thì cũng có giúp ích được rất là nhiều người. Một số người bên Việt Nam có video đó thì người ta cũng mua đồ ăn ở bển. Trung Quốc nó không phải là mấy ngàn người đâu, mấy vị nói là gần cả 500 ngàn người chết rồi, đã gần cái triệu rồi đó, chẳng là nó láo à. Ở đây á, người đời á, cần có đa là những nhà khoa học, mấy đó là chỉ là 1% của khoa học thôi. Cái tầng mà hiểu cao siêu á, mấy nhà khoa học á, càng dính nhiều cuốn sách chừng nào càng xa với thiên tính chừng đó. Con người của mình á, không phải học một kiếp này, mà nó từng học nhiều đời nhiều kiếp, nó đã tích trữ trong cái knowledge của mình. Thì khi bây giờ mình lấy kinh nghiệm của những tiền kiếp mình làm việc thôi, chứ còn học thế gian chỉ là cái paycheck thôi, đâu là gì đâu. Vậy thì cái hậu quả của coronavirus này về mặt nhân mạng trên toàn thế giới nó ở cái mức độ như thế nào thưa anh? Cái đó đó thường giống như mình play for tất cả thế gian này, nó là một trong những cái condition, những cái strategy, mình gọi là chiến lược đi, để mà break nước Tàu làm 5-6 nước. Sau này sẽ có chiến tranh thứ ba sẽ nổ trong năm nay, 4 năm trước, 5 năm trước đó, nếu mà kịp nói chuyện với cái gì trên á thì nói cái đập tam hiệp sẽ dở. Khi việc nghe mà dở cái đó là mấy gì nói chết cái triệu người á, điều quản hồn. Mỗi lần mà khấn á thì việc bị giảm thọ hoặc là bị bệnh muốn khực khừ luôn á, nhưng mà cậy đó, thà đổi để đổi sinh mạng thì cái đó kiệt khấn. Cho tới ngày hôm nay mà cái lần cuối cùng mà Kiệt nói hồi khoảng trên trước Tết Việt Nam, Kiệt nói chuyện với mấy vị về vụ đó. Mấy vị nói ở trên Phật trời cũng không có muốn đập đó bể, nhưng
cái quyết định cuối cùng á, nhân loại những nhà tiên tri mình nói nha, giỏi nhất trên thế gian cả một chặng trình là ổng là người nói chuyện gì nè, chỉ có 85-90% thôi, 50% còn lại á, là do cha quyết định và chót, không ai biết chuyện đó. Còn cái đập á, nó có thể bể và không có thể bể, ăn thua mình bây giờ có chịu khấn lại cho nhiều hay không thôi. Mà cái đó kìa đã khấn rồi, cả cái bom nguyên tử đúng ra bây giờ nổ nè, kỳ cũng đã khấn, thì có cái video hồi tháng gần tháng 7 kỳ khấn cái đó, ở trên đó là hứa approve, gọi là approve, không có bom nguyên tử kỳ này. Thì cái corona này á, là chuyện mình nói nó cũng từ bi đi, cũng là đau lòng á, nhưng mà nếu mà không có gì á, không lẽ Trung Cộng ở đó hoài, mấy vị nói là thiên ma nó chiếm gần hết quả địa cầu, thiên ma là Trung Cộng. Mà nếu mà không có những cái mãi lợi á, thì sẽ không có gì ngăn lại tụi nó. Thì hiện bây giờ ở trên trời á, trên trời có là hội đồng chư Phật và tam thánh tòa, cũng như y như mình thế gian thì cũng có tòa án, cũng có quốc hội rồi này nọ, ở trên cũng y vậy á. Thì hiện giờ tam thánh tòa đang xử nó chảnh, kêu nó phải rời khỏi trái đất, trả lại cái thiện và cái thật cho nhân loại, để cho nhân loại á không có còn u mê nữa, mà sống một cách đàng hoàng. Ở thế gian này á, mình cũng giống như cái gì ta, cũng giống như vở kịch á. Tôi cũng đang đóng kịch nè, anh cũng đang đóng kịch đó. Thì mình đóng làm sao cho đẹp cái màn kịch này á, để cho nó khi về thanh thản, cho đời sống thật sự của mình nó không phải đây trên kia. Biết mỗi lần mà tôi về nhà thiên đình, tôi như con kiến vậy, con ngửi chảnh nó bự bằng cái cột đèn đó. À, mà không biết là ở dưới này mình cái gì cũng tưởng đâu thiệt, cái này gì cũng giả chứ nè. Thôi, nói hơi xa. Dạ. Thưa anh, từ anh cái thông tin, đó là cái việc mà Tổng thống Donald Trump, nhiều người không biết là ông sẽ tái đắc cử hay không, thì cái chuyện đó anh có nghe được điều đó hay không ạ? À? Tôi hỏi mấy trên ngoài, ông phục 100%, 1000 luôn, ông sẽ thắng lại, ông còn thắng luôn cái hạ viện nữa. Giống như bữa bà Thái Văn trước khi đắc tổng thống, là tôi nói với mấy bạn bè liên quan, đừng lo, bà sẽ thắng. Tại vì cái nhiệm vụ của ổng chưa có xong, ổng cũng có là thiên mệnh đó nha. À, ổng chưa có làm cho thế giới Agonai ổn định lại, làm sao mà ổng rớt được ở trên đâu cho ổng rớt. Cái ngày mà ổng với bà Harry mà tránh nhau đó, không ai nghĩ ổng thắng. Đêm ngay ngày đó tôi ngồi thiền, tất cả các chư Phật từ ở Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiện Bồ Châu, Đông Tây gom về để mà coi cái buổi sáng đó, để coi ai là người làm tổng thống. Tất cả chư Phật về cái trái địa cầu này ngày hôm đó, đó tôi nói thật. Còn tôi nói hôm nay chỉ có những người nào cao hiểu mà đó là sự thiệt. Thì tất cả các chư Phật ủng hộ ổng dữ lắm, ổng dễ gì, ổng có sứ mệnh đó, ổng sẽ thắng lại và ổng sẽ nắm luôn cả hạ viện, cả hạ viện lẫn thượng viện. Đảng Cộng Hòa ổng nắm hết rồi, ổng sẽ ở lại cho đến khi mà xong nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ giờ là chưa xong mà, nào xong tự động đi. Một bài toán của Tổng thống Donald Trump mà cũng chưa được anh nhắc tới cái vùng đó, đó là Bắc Triều Tiên, thì không biết như thế nào ạ? À đó hả, sau này dân chúng sẽ nổi loạn lên, đem nhóc nó xuống, rồi hai nước tự thống nhất. Có nghĩa là khi mình chuyện mấy vị nói là đồng bộ, thượng đế không phải lo cho trái đất này nha, lo cho cả cái vũ trụ. Cái trái đất này á, là của Phật mẫu, và Phật mẫu là Phật đứng trên trái đất, là mẹ đó, cha trời mẹ đất. Thì trên này á, phải nói là thế giới phải đồng bộ. Đồng bộ có nghĩa là không còn cái ác trên thế gian, có nghĩa là những cái nhà độc tài cũng gọi là ác, cộng sản cũng gọi là ác, nó phải thật. Rồi con người sau này á, còn nói xong, người sau này chỉ có đạo một à, tức là học theo cái kiểu ngồi thiền Phật, để mà cái mở cái pentacle trong đầu mình á. Thì khi có cái đó rồi, con người nó có cái lực để thay dựng tốn và đóng tiền mở cái lab, cái design này kia. Khi mình có mấy đó, anh biết trước, anh bớt hao tiền tốn của cái tuổi thọ của anh
làm được nhiều chuyện trên thế gian hơn, thì trong tương lai nhân loại á, sẽ đi du hành không gian dạ. Cái trái đất này á, nó sẽ trở lại environment good trở lại, không có còn như bây giờ bao nhiêu tiền nó đổ vô chế bom súng đạn, không phải vậy. Qua cái thời đại mới á, là cái gì cũng tốt hết, không phải chịu khó trong lúc này một chút.